một cái người thiện xảo như thế muốn đi tìm một con voi to lớn, thấy một dấu chân to lớn chưa kết luận đây là con voi to lớn. Cũng như vậy, một cái người muốn đi tìm một cái người trí tuệ, thấy rằng người này có danh tiếng lớn, chưa đi đến kết luận người có danh tiếng này đã là người có trí tuệ lớn. Hay là một cái người đấy muốn đi tìm một cái bậc hiền nhân, một cái bậc chân nhân hay một bậc thánh nhân, một cái bậc có trí lớn, thì người đó chỉ căn cứ vào đây là một cái người có danh tiếng được nhiều người biết đến, hay là cái người này có nhiều những cái người có quyền thế vây quanh, hoặc là đây là một cái người có chức quyền lớn, thì người đấy cũng chưa, nếu là một cái người có trí tuệ thì cũng chưa đi đến kết luận là cái người này là một cái người có cái trí tuệ thật sự. Hay là dù cho rằng người đó có được nhiều những cái người nổi tiếng khác cũng tin theo cái vị đó, thì cái người có trí tuệ cũng chưa đi đến kết luận, dù là cái người có được nhiều người có chức quyền biết đến, được nhiều người có danh tiếng biết đến, hay là cái người đó là cái người có được nhiều những cái người khác tán thán, hay là cái người đó là một cái người có nhiều những cái khả năng đặc biệt, có những cái tài năng lớn, những cái tài năng như là vị đó có những cái năng lực về thần thông, hay là về làm được những cái điều khác thường, thì những cái người có trí tuệ cũng chưa đi đến kết luận đây là một cái người có trí lớn. Thì cũng như vậy, một cái người thợ săn thiện xảo khi thấy những cái dấu chân lớn, nhưng mà vị ấy nghĩ rằng còn có những con voi lùn nó có dấu chân lớn, hay là vị ấy thấy những cái vật xung quanh nó bị ngả rạp ra, tức là có những cái dấu cọ sát, những cái cây cối xung quanh đều ngả rạp ra, vị ấy cũng chưa đi đến kết luận đây là con voi lớn. Thậm chí khi thấy cả những cái cành ở trên cao bị đốn ngã, vị ấy cũng nghĩ rằng có những con voi rất là nhỏ nhưng nó có vòi dài, nó có những cái ngà dài, nó cũng có thể cắt chém được những cái cành ở trên cao. Vị đó vẫn chưa vội đi đến kết luận đây là một con voi to lớn, chưa kết luận đây là con voi chúa hay là đây là con voi thuần chủng, nếu như mà chưa phải là cái con, chưa chắc đã là cái con voi mà mình đang cần tìm kiếm. Vậy thì phải căn cứ như thế nào nữa thì vị đó mới có thể chắc chắn rằng đây là cái con voi mình cần tìm. Thì tiếp tục vị Bà La Môn này, người đó đi theo dấu chân voi, khi đi theo người đó thấy trong rừng voi một dấu chân voi lớn, và những vật xung quanh bị cọ sát, những vật bị cắt chém, những cành cao bị gãy. Người đó thấy một con voi đực dưới gốc cây hay ở ngoài trời đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm, người đó mới đi đến kết luận con voi này thật sự to lớn. Tức là khi mà chỉ thấy những cái dấu hiệu ở bên ngoài thôi, hay là khi mà mình nghe đồn mà đại gì đó đến một cái người nào đó thôi, thì mình chỉ nghe những cái tin đồn là người này có những cái khả năng này, người này có những cái khả năng kia, thì với một cái người dễ tin hay là một cái người thiểu trí thì khi nghe nói như vậy là người ta đã có thể có tin tưởng rồi. Nhưng mà đối với một cái người có trí tuệ thâm sâu thì phải thật sự mắt thấy tai nghe, thì người lúc đấy người ta mới mới khẳng định rằng đây là một cái người trí, đây là một cái bậc trí. Còn vậy có những cái người thì vì chỉ hơi ai nghe nói là ở đâu đó có một cái vị này có cái trí tuệ, hay là một cái vị này có những cái khả năng, có những cái tài năng, có những cái công hạnh thế này thế kia, là đã tin theo. Và cái niềm tin như vậy thì nó rất là dễ bị mê lầm, rất là dễ bị sai lầm. Nó giống như là những cái người thợ mà đi tìm voi, họ nhìn thấy một cái dấu chân voi đã vội kết luận đây là con voi chúa rồi, nhưng mà đi tìm có thể sẽ ra một cái con voi tầm thường. Như vậy, dù thấy những cái cành, những lá xung quanh bị chặt chém rồi, vì đó cũng chưa có đi đến kết luận. Vậy chỉ khi nào vị đó tận tường, mắt thấy, tai nghe rõ ràng đây là một cái con voi to lớn, nó đang nằm dưới gốc cây, nó đang đi ở ngoài trời,
lúc đấy vị đó mới kết luận đây là con voi lớn. Như vậy khi mà mình nghe nói rằng đến một cái người này có cái trí tuệ, hay là đây là một cái vị đạo sư như thế nào đó, nhưng mà mình chỉ nghe nói đến những cái tin đồn, đồn đoán, đến những cái khả năng, đến những cái năng lực, hay là đồn đoán đến những cái danh tiếng phù phiếm ở bên ngoài với một cái người không có trí tuệ, thì căn cứ vào những cái tiếng đồn đó có thể đã đi đến kết luận đây là một cái bậc trí nhân. Nhưng mà đối với một cái người có trí thì dù có nghe thấy tiếng đồn đấy, người ta chưa vội tin, chưa vội tin, vì cái người đó dù đó là người có quyền thế, dù đó là cái người có danh vọng chức quyền, hay là có bất cứ một cái khả năng gì, chỉ khi nào cái người đó có đi đến thân cận, có tiếp xúc, có cái sự cộng chú, tức là cái vị đó có cái sự yết kiến, nếu như cái người đó nghe nói là có Đức Phật Chánh Đẳng Giác ra đời, thì có những cái lời đồn đoán đấy có thể người ta tin, nhưng mà cũng có thể có những người người ta chưa tin, người ta phải đến tận nơi, người ta diện kiến, người ta yết kiến, người ta đặt câu hỏi, người ta thân cận và người ta có đàm luận rồi, thì người ta mới xác nhận rằng đây là một cái bậc có trí tuệ lớn, có đây là bậc đạo sư, đây là một bậc có cái sự giác ngộ thật sự. Còn nếu như mà chỉ nghe nói thôi thì người ta sẽ chưa tin, chưa có tin tưởng vào những cái lời đồn đoán ở bên ngoài. Vì vậy cho nên tuổi xưa có rất là nhiều người, người ta khi nghe nói rằng có Đức Phật ra đời thì người ta sẽ không có quản cái đường xá xa xôi, dù xa xôi ngàn vạn dặm, người ta cũng sẽ thân hành đến tận nơi để người ta được yết kiến, diện kiến, và người ta được đàm luận, hoặc người ta được tận tai nghe giảng pháp, rồi vị đó mới khởi lên cái đức tin, và vị đó mới thực hành theo những cái lời chỉ dạy, chỉ dẫn giáo hóa của Đức Phật, nhờ vậy mà đi đến cái sự giác ngộ. Thì đấy là một cái người đi tìm con voi. Cũng như vậy, ở trên đời sẽ có rất là nhiều người đi tìm những bậc đạo sư, tìm thầy học đạo. Tức là sẽ có rất là nhiều người ở trên đời thấy cuộc đời này là vui ít khổ nhiều, và muốn đi tìm một cái bậc đạo sư để học đạo, để tu tâm. Nhưng mà lúc đấy ở trên cuộc đời thì có rất nhiều những cái bậc đạo sư, ở đâu cũng nói đây là một bậc đạo sư, đã có rất là nhiều những vị như thế. Thế bây giờ nhờ biết ai là cái bậc đạo sư thật sự có cái trí tuệ giác ngộ, có thể dẫn dắt được một cái người khác đi đến cái sự giải thoát, đi đến cái sự giác ngộ. Vì nếu như mà chỉ nghe nói ở trên đời thì sẽ thấy mỗi người sẽ ca ngợi những cái vị thầy, những cái vị đạo sư khác nhau. Ngay cả khi Đức Phật ra đời cũng thế. Lúc ấy ở trên đời thì có những người, người ta ca ngợi những cái vị thầy của mình. Như khi vua A Xà Thế muốn đi yết kiến một cái vị Sa Môn Bà La Môn nào đấy, thì lúc đấy các vị quan đại thần, mỗi một vị cận thần ấy, lại ca ngợi những cái vị đạo sư của mình khác nhau. Vị nào cũng ca ngợi vị đạo sư của mình có những cái giỏi giang, có những cái tài năng, xuất gia đã lâu ngày, tu học đã lâu năm, có thể khiến cho một người đạt được đều cái sự an vui hạnh phúc. Nhưng mà ai cũng nói như thế. Nhưng mà ông vua A Xà Thế khi nghe qua tất cả những cái vị đạo sư ấy thì ông đều không có nghe theo, bởi vì chính bản thân vua A Xà Thế cũng đã đi đến yết kiến và đã gặp gỡ tất cả các vị đạo sư đấy rồi. Nhưng bởi vì ông vua A Xà Thế, ông là một cái người có trí tuệ lớn, ông không có một ai trong các vị ngoại đạo ấy để ông nể phục. Và khi cái vị ngự y Chivaka này mới nói đến Đức Phật thì ông mới đồng ý đi để diễn kiến Đức Phật. Và đó cũng là lần đầu tiên đi đến vua A Xà Thế, đi đến diễn kiến Đức Phật, nghe Đức Phật thuyết pháp. Và ông đã quy y Đức Phật, đã sám hối những cái tội lỗi về vì đã giết hại vua cha. Và cũng kể từ đấy thì vị vua A Xà Thế này
trở thành đệ tử của Đức Phật, hết lòng hộ trì Phật Pháp, hết lòng hối cải và tạo những cái thiện nghiệp công đức, không làm những cái nỗi lầm như trước nữa. Thì cũng như vậy, một cái người ở trên đời có thể nghe người ta nói rất là nhiều những cái bậc đạo sư, nhưng để biết được những cái bậc đạo sư ấy thật sự là một cái người có pháp thượng nhân, có chi kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh hay không, thì vị đó phải căn cứ vào đâu, căn cứ vào cái dấu hiệu gì để mà biết được đó là một cái bậc đạo sư. Giống như ở trên đời thì người ta nói rằng là chi nhân chi diện bất chi tâm, là một người có thể biết người biết mặt nhưng không biết lòng được, không thể biết được cái tâm của con người. Thế thì nhưng mà Đức Phật vẫn dạy, dù là những cái bậc là những cái người tốt hay người xấu gì, người ta cũng có những cái dấu hiệu để cho một cái người có trí có thể nhận ra. Một cái người có trí tuệ khi tiếp xúc với một cái người xấu thì cái người đấy vẫn biết được, người ta dù người ta có khéo léo che đậy những cái hành vi của mình đến đâu, nhưng rồi nếu một người có trí vẫn có thể khi tiếp xúc, khi cộng chú, khi nói chuyện vẫn có thể có những cái dấu hiệu tốt xấu của cái người đó sẽ bộc lộ ra. Nhưng mà chỉ có những người có trí thì mới biết được, còn một cái người bình thường hay là một cái người có trí tuệ thấp thì người ta không biết được, người ta không nhận biết ra được. Người ta có sống gần một cái người xấu, người bất thiện, người ta cũng không biết đây là người bất thiện. Hoặc là người ta có sống gần những cái bậc người tốt, những cái bậc hiền thiện, người ta cũng không biết đây là người tốt, người hiền thiện. Mà thường ở trên đời người ta dễ bị lừa nhau. Khi có những cái người xấu, người ta đóng giả thành người tốt, người ta cũng sẽ có thể lừa gạt được người khác, để người ta mưu tính cái lợi ích này kia. Nên là một cái người, nhất là một cái người muốn đi tìm một cái con đường đạo, một cái con đường giải thoát, để tìm ra được một cái người có trí tuệ thật sự, thì cái người đó cần phải có cái trí tuệ, cần phải có cái sự hiểu biết cao mới có thể nhận biết được đây là một cái bậc có trí. Thì ở đây Đức Phật đã giảng dạy theo một cái cách rằng là này Bà La Môn, Như Lai sanh ra ở trên đời là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Với thắng trí Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này, với tiên giới, ma giới, phạn thiên giới, cùng với chúng Sa Môn, Bà La Môn, các loài trời người. Khi đã chứng ngộ, Ngài tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ, Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ, giảng dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch. Người gia trưởng hay con vị gia trưởng hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện nào khi nghe pháp ấy, sau khi nghe pháp người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi người đó có lòng tín ngưỡng, vị đó suy nghĩ đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời, đời sống rút ra phóng khoáng như không. Thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta hãy nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Một thời gian sau, người ấy từ bỏ tài sản nhỏ, từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ bà con quyến thuộc nhỏ, từ bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia rồi, vị ấy thành tựu giới học với các nếp sống của tỳ kheo, như từ bỏ sát sinh, tránh xa sát sinh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ thương xót tất cả chúng sinh và các loài hữu tình. Rồi từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho. Sống thanh tịnh, không có trộm cướp, từ bỏ phạm hạnh. Sống theo phạm hạnh, từ bỏ không phạm hạnh. Sống theo phạm hạnh, tránh xa không phạm hạnh. Từ bỏ dâm dục, từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, chỉ nói những lời chân thật, y cứ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không phản lại lời, lại đời, từ bỏ nói lời hai lưỡi. Như vậy, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. Vị ấy từ bỏ không làm hại đến hột giống và các loài cây cỏ. Những cái pháp trước như là không từ bỏ sát sinh, từ bỏ trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu,
Thì đấy là những cái pháp có thể là một người Phật tử tại gia cũng sẽ từ bỏ như thế. Mà đối với một cái người xuất gia thì để viên mãn những cái giới hạnh, để viên mãn những cái giới luật của người xuất gia, thì vị đấy giữ những cái giới ở mức cao hơn, như là vị đó từ bỏ đến các cái hột giống, từ không làm hại đến các cái hột giống và cỏ cây. Nên là đây là cái luật của người xuất gia, là không được phá hoại cây cối, không được phá hoại hạt giống và cây cỏ. Chính vì vậy mà khi mà trong những bữa ăn, cho các Phật tử thường hay có cái việc làm gọi là cắt pí dăm, cà rô hi, cắt pí dăm bành tê. Đó là khi mà mình phải lấy cái tăm hay cái dao kéo mình cắt vào những cái rau và những cái trái cây mà có hạt. Đấy là vì Đức Phật thế là không được làm hại hạt giống là vậy. Vì khi là những cái trái cây nào mà nó có hạt giống ở trong thì là phải có một người cư sĩ làm cái nhiệm vụ là cắt pí dăm, tức là làm cho hợp pháp để cho vị tỳ kheo ấy không phạm vào cái giới là làm hại hạt giống và cây cỏ và những cái rau sống, thì đều phải cắt pí dăm là như vậy. Thì đây là vì đây là cái giới luật cụ túc của tỳ kheo. Vị ấy ăn ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Thì đấy cũng là một cái giới của người xuất gia nữa. Ăn một bữa ở đây là vị ấy được tính cho là ăn cái chỉ được phép ăn vào cái giờ rạng đông và cho đến mặt trời đứng bóng, tức là chỉ được ăn vào trong cái khoảng buổi sáng, chứ không từ khi mặt trời sẽ bóng là thuộc về buổi chiều, thì nó tương đương với 12 giờ trưa hoặc là trước một chút, khoảng từ 11 giờ 30 hay 40 trở đi. Thì đấy nó gọi là sau giờ đứng bóng thì sẽ không ăn nữa, và cho đến ban đêm sẽ không được ăn nữa. Đấy là cái giới hạnh của tỳ kheo, như thế là không được ăn ban đêm. Từ bỏ xem múa hát, các cuộc trình diễn, từ bỏ trang sức vòng hoa, từ bỏ nằm các cái giường lớn, từ bỏ nhận các cái hạt sống, từ bỏ nhận thịt sống. Đây là cả những cái giới luật như thế, không nhận những cái hạt sống nếu mà chưa được cắt pí dăm, thịt sống, tức là vị ấy có thể ăn thịt nhưng mà vị ấy không được nhận thịt sống, tức là cũng không được ăn thịt sống mà phải là cái đồ nấu chín. Từ bỏ nhận đàn bà, con gái, từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai, từ bỏ nhận cừu và dê, từ bỏ nhận gia cầm, heo, từ bỏ nhận voi, ngựa. Tức là nói chung ở đây là một cái vị đấy đi xuất gia là từ bỏ hết những cái nối sống của một cái người tại gia. Tức là vị ấy đã xác định là từ bỏ cái đời sống thế tục, thì cũng từ bỏ tất cả những cái công việc, những cái nối sống như một cái người đời, như một cái người tại gia. Như một cái người tại gia thì có thể đi trồng cấy, trồng trọt hay là làm những cái nghề nghiệp gì đó để làm ăn. Nhưng mà nếu mà một cái người đã đi xuất gia phải từ bỏ hết, dù người đó đang làm bất cứ một cái chức vụ gì ở trong xã hội, đang làm bất cứ một cái nghề nghiệp gì đó ở trong xã hội, thì đó không thể nói rằng tôi vừa làm cái chức vụ này, tôi vừa làm chủ tịch, tôi vừa làm giám đốc, tôi vừa làm công an, tôi vừa làm tu sĩ, thì cái chuyện đó là không hợp pháp, mà vì đó cần phải từ bỏ hết. Hay là ngay cả những cái nghề nghiệp thông thường như là trồng trọt chăn nuôi hay là buôn bán như một cái người đời, thì người xuất gia cũng không được làm như vậy nữa, vì đó phải từ bỏ cả những cái việc trồng cấy đó, từ bỏ cả những cái việc chăn nuôi đó, từ bỏ cả những cái việc buôn bán đó, từ bỏ tất cả những cái gì làm như một cái đời sống gia chủ ấy. Nếu như mà có ai người ta có nên mang đến, người ta tặng cho những cái tài sản là những cái vật có giá trị như là con voi, con ngựa, trâu, con bỏ, gia súc, gia cầm, mà người ta có đến người ta dâng tặng thì cũng không có tiếp nhận, thì vì đấy không làm chủ sở hữu những cái tài sản đó nữa. Hay là người ta có đến dâng cúng những cái nô tỳ gái trai cũng không được nhận, thì đấy là cái đời sống đấy, là những cái tất cả những cái đời đấy là phải từ bỏ buôn bán, từ bỏ vị ấy bằng lòng chi túc với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo y bát, như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh cũng vậy. Vị tỳ kheo bằng lòng với tấm y để che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi đến chỗ nào cũng mang theo y bát, vị ấy thành tựu giới uẩn này, cảm giác lạc thọ thuộc về nội tâm, không có nỗi nầm.
Đấy là như vậy là thành tựu những cái giới hạnh của một cái người xuất gia, từ bỏ tất cả những cái đời sống, tất cả những cái gánh nặng, tất cả những cái công việc của một người thế gian, thì lúc ấy cái tài sản của vị ấy chỉ còn tam y và một cái bình bát. Tức là lúc đấy chỉ đó chỉ còn giữ lại cái tài sản cho mình, đó là y và bát mà thôi, ba tấm y và một cái bình bát. Vị ấy đi đâu cũng chỉ mang theo hai cái thứ này, như là một cái tài sản của mình, giống như con chim đi đâu mang theo hai cánh. Một vị tỳ kheo cũng vậy, đi đến đâu vị ấy cũng chỉ mang theo y và bát mà thôi, chứ con chim nó đi đâu nó không mang theo cái tổ của mình. Nếu như nó đi đến vùng khác sinh sống thì nó sẽ đến cái tổ đó, đến cái nơi đấy nó làm tổ. Con chim nó đi đâu nó sẽ không mang theo những cái giỏ thức ăn của mình, nó không mang theo bất cứ một cái tài sản gì hết. Nếu như nó đi thì nó sẽ từ bỏ lại, ngay cả những cái tổ của nó cũng từ bỏ lại. Cũng vậy một vị tỳ kheo, khi mà vị đó ở đâu thì vị đó cũng sẽ không có chấp trước vào cái chỗ ở này là ta, là của ta, tự ngã của ta. Khi vị đó đi, vị đó không bao giờ mang những cái tổ của mình đi, không bao giờ mang những cái tài sản này đi đến chỗ khác, mà chỉ đó mang y và mang bát đi mà thôi. Vì đi đâu thì vị đó sẽ sẵn sàng sống bằng cái đời sống khất thực để nuôi bụng và để nuôi thân, chứ không có sẽ cái vị đó sẽ không còn phải bận tâm là mình phải làm cái nghề gì, mình phải làm cái việc gì, mình phải tích lũy những cái tài sản gì, nhờ cần phải lo cho tuổi già, lo cho lúc ốm đau bệnh tật gì, không có lo lắng nghĩ cái chuyện đó. Sống ngày nào biết ngày đấy, hôm nào hôm nay đi xin ăn về để nuôi bụng hôm nay, rồi ngồi thiệt ngày mai đi xin ăn ngày mai, ngày mai thì tính sau, chứ không bao giờ tính toán trước là hôm nay ăn thế này ngày mai ăn cái gì, mà cứ đi cho ai người ta cho gì thì ăn vậy, không cần phải bận tâm cái gì. Đấy là cái đời sống của cái người xuất gia là như vậy, nó có cái sự tự tại, có cái sự thong dong như vậy, có cái không có sở hữu như vậy, không có cái sự chấp thủ như vậy. Đấy, thì đấy mới được gọi là cái, thì vị đó sẽ thành tựu được một cái sự an lạc, tức là sẽ có cái sự an lạc ngay trong hiện tại, đó là cái sự tự do tự tại như thế. Cảm giác lạc thọ thuộc nội tâm nó sinh khởi ngay ngay cái lúc mà vị đó nó buông xả được như vậy, buông xả được cái đời sống thế tục như vậy, thì vị đó sẽ an nhiên tự tại ngay. Của xưa khi mà có vị vua vua Kim Bina, là cái vua dòng họ Thích Ca, lúc còn làm vua thì được bảo vệ khắp trong ngoài, lúc đi đến đâu cũng có lính gác, cũng có người hầu kẻ hạ, sống trên nhung lụa ngọc ngà. Nhưng mà đêm vị ấy ngủ vẫn cứ thấp thỏm bất an, như mộng mị, những cái ác mộng khởi lên, những cái sự căng thẳng, những cái sự khó chịu, vì lúc nào cũng nghĩ là sẽ có thù trong giặc ngoài, lúc nào cũng nghĩ là cái người này nó đang muốn hại mình để nó cướp ngôi, rồi là giặc giã ở bên ngoài nó đang rình rập biên cương, nhưng mà bên trong này có nội gián này, có những cái kẻ phản bội nó cũng đang rình rập nó giết hại mình, có người nó canh gác cho mình ngủ đây, nhưng mà chưa chắc nó đã thật lòng nó canh gác, có khi mình ngủ say nó lại tàn sát mình. Vì vậy nên là vì đó ngủ không ngon, ăn ngon ngủ không yên, nhưng khi đi xuất gia rồi, vì đó chỉ chẳng còn cái gì cả, buông bỏ hết mọi thứ, chỉ còn tam y nhất bát. Thì cho đến khi trong giấc ngủ vị đó, hay là khi đi thản nhiên ở trong rừng, thì vị tỳ kheo đấy cứ nói là ôi hạnh phúc quá, ôi hạnh phúc quá, khiến cho người người nhiều vị tỳ kheo khác hiểu lầm là chắc là cái ông này ông còn nhớ lại những cái dục lạc khi ông có làm vua, cho nên là ông mới nói là ôi hạnh phúc quá mới dẫn ông ấy đến gặp Đức Phật. Thì mà Đức Phật mới hỏi tại sao ông lại nói thế, thì cái tôn giả Kimina này mới nói ra, vì cái đời sống khi còn làm vua nó bất an như vậy, nó sợ hãi như vậy, ăn không ngon ngủ không yên như vậy, mặc dù nhìn bên ngoài người ta nhìn vào người ta tưởng làm vua sướng lắm, hạnh phúc lắm, quyền cao chức trọng, không thiếu một cái gì, muốn gì được đấy, nhưng mà thật sự ra cái nội tâm của những cái người có chức quyền danh vọng lớn, tài sản địa vị lớn, người ta không an vui, không hạnh phúc phúc như mình tưởng đâu, người ta khổ đau bất tận. Người chưa có thì ước khao khát mong cầu ước gì mình được làm vua hay là có chức quyền danh vọng như họ, nhưng khi họ có rồi
thì họ lại cũng rất là bất an, khổ đau về cái đời sống nội tâm, về cái đời sống tinh thần. Họ không lúc nào được yên ổn cả. Có rồi thì lại no giữ gìn, sợ mất đi. Khi cái cảm giác của một cái người được những cái điều đó, nó có một cái sự hạnh phúc nhỏ thôi, nhưng khi mất đi họ lại có cái nỗi đau khổ lớn hơn. Và cái sự bất an khi mà phải canh chừng giữ gìn cái mình đang có ấy, nó cũng rất là khổ. Khi nhưng mà một cái người dám buông xả, dám từ bỏ, dám dứt bỏ nó ra để sống một cái đời sống không có buộc ràng no âu ấy, thì họ lại rất là hạnh phúc, họ lại rất là tự tại. Lúc đấy họ mới thấy được cuộc đời mới thật sự là hạnh phúc thật, vì họ có thể từ bỏ được, dứt bỏ được những cái mà cái người khác đang khao khát, ước ao, mong cầu, mình có thể từ bỏ được thì nó mới thật sự là hạnh phúc, an vui. Như vậy, một cái người sống khi có từ bỏ cái đời sống gia đình, sống không gia đình rồi. Nhưng mà với một cái người có trí nhìn vào cái giới hạnh của người đấy, vị này rất là có đạo đức, rất là có đạo hạnh, nhưng mà chưa vì vậy mà nghĩ rằng người này đã là người có trí, chưa vì nhìn vào cái đời sống giản dị, nhìn vào cái đời sống khổ hạnh, nhìn vào cái đời sống buông xả của vị ấy, chưa chắc vị đấy đã là một bậc đạo sư tốt. Cho nên một người có trí cũng chưa phải nhìn vào đấy mà đã nói rằng đây là dấu hiệu của một bậc chân tu, chưa chắc, bởi vì vị đó có thể có giới nhưng chưa chắc đã có trí tuệ. Vì vậy nên là một cái người có trí sẽ tiếp tục còn phải nhìn nhận hơn những cái dấu hiệu ở cái mức độ cao hơn nữa, thì vị đó mới có thể nhận định được đây là một cái người có trí tuệ sáng suốt hay không. Rồi Đức Phật dạy tiếp về với một vị ấy sẽ sống phòng hộ các căn, như khi mắt thấy sắc không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự tham ái ưu bi các ác bất thiện pháp khởi nên? Vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì các căn, thực hành sự hộ trì các con mắt, hộ trì tai, hộ trì mũi, hộ trì lưỡi, hộ trì thân, không có tham đắm đối với các cái cảnh trần, hộ trì đối với cái tâm ý của mình. Thì cái vị ấy là một cái người sống có cái sự phòng hộ như vậy, thì cái vị đấy không tham ái, không đắm nhiễm đối với cái các cảnh trần ở bên ngoài, thì vị đấy lại cao thượng hơn, thù thắng hơn nữa. Như là một cái người mới bắt đầu tu tập thì vị đó cần phải có cái đời sống buông xả như vậy, có cái giới hạnh, phạm hạnh như vậy. Nhưng mà điều đó cũng chưa đủ, vị đó còn có thể là bên ngoài vị đó hình tướng bên ngoài vị đó giữ gìn như thế, nhưng bên trong đầy ứ những dục tham, đầy ứ những sân hận, đầy ứ những cái tham đắm giận hờn. Con mắt của vị đấy vẫn còn ưa thích những cái cảnh sắc đẹp, tai còn ưa thích nghe những âm thanh du dương, còn ưa thích ăn ngon, còn ưa thích nằm những cái nơi cao đẹp ấy, thì cái vị đó chỉ là thực hành cái hình tướng của một cái người tu khổ hạnh, nhưng mà bên trong vị đó lại chưa tu được cái nội tâm, nội tâm còn đầy ô nhiễm, thì cái điều đó vẫn còn là một cái thiếu khuyết. Nhưng nếu như mà vị đó có cái sự phòng hộ các căn này này, thì nó cũng khiến cho cái nội tâm của vị đó lại có được một cái mức độ thanh tịnh cao hơn nữa. Các căn được phòng hộ thì những cái ô nhiễm nó đã giảm bớt đi một phần nữa, thì cái điều này nó lại là một cái bước cao hơn nữa. Nhưng mà dù cho vị đó có phòng hộ như thế, nhưng cũng chưa vì thế mà nghĩ rằng vị này là một cái bậc có cái trí tuệ lớn. Rồi vị ấy có những cái oai nghi thể hiện ra, như là vị ấy khi đi tới đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y bát đều tỉnh giác, ăn uống nhai nuốt đều tỉnh giác, đại tiểu tiện đều tỉnh giác, đi đứng nằm ngồi, thức yên nói nặng đều tỉnh giác. Tức là vị ấy sẽ tu tập một bước cao hơn nữa, đó là luôn luôn chánh niệm tỉnh giác trong từng những cái oai nghi, trong từng những cái bước đi, trong từng những cái lời nói hành động. Nếu như một cái người có cái sự chánh niệm tỉnh giác như vậy thì mình sẽ thấy rằng vị ấy không có lúc nào là vị đó thất niệm cả. Vị đó đi thì từng những cái bước đi có cái sự nhận biết ở nơi tâm, cho nên không bao giờ vị thấy vị đó có cái sự phóng túng, không thấy vị đó có cái sự phóng dật, là vị đó không có chạy nhảy, không có vung vang, không có những cái sự những cái hành động thô lỗ xấu xí ở cái nơi thân, hay là vị đó có cái chánh nghiệm từ nơi lời nói, cho nên là vị đó
nói ra những cái lời nào nó có cái sự kiểm soát, có cái chánh niệm, có cái sự chế ngự ở trong đấy. Cho nên là vị đó sẽ không nói ra những cái lời nào thô thiển lỗ mãng. Trong mọi cái hoạt động, mọi cái việc làm như vậy, vị đó luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác thì sẽ không có cái nỗi nầm gì ở trong mọi cái việc làm. Thì với một cái người như vậy mà một cái người khác nhìn vào thì sẽ rất là khen ngợi rằng cái người này thật là một cái người nết na, thật là một cái người có đạo đức, thật là một cái bậc mô phạm, đáng được tôn trọng, đáng được cung kính. Nhưng với một người trí tuệ chưa phải chỉ nhìn vào cái hình tướng như vậy, dù vị đó có cái oai nghi như vậy, dù vị đó có cái chánh niệm tỉnh giác như vậy, chưa chắc vị đó đã là bậc có trí như vậy. Nếu như một cái việc đạo sư, một vị thầy chỉ dạy người ta ở cái mức độ là luôn luôn sống trong tỉnh giác, ở trong hiện tại, cái làm gì biết cái đấy, thì đây là đã mới chỉ dừng lại ở cái mức độ này thôi. Đây là Đức Phật có dạy chánh niệm tỉnh giác đây, nhưng đấy chưa phải là dấu hiệu của một bậc có trí tuệ, đấy chưa phải là dấu hiệu của một cái con đường đi đến giải thoát giác ngộ. Vậy nên dù vị đó sống trong chánh niệm tỉnh giác, suốt đời sống trong chánh niệm tỉnh giác, chưa chắc đã khai mở được một cái trí tuệ gì cả, chưa chắc vị đó đã thành tựu được một cái con đường đạo giải thoát gì hết, vì ấy lại còn phải tiếp tục tu cao hơn nữa. Rồi vị ấy thành tựu thánh giới uẩn này, thành tựu hộ trì các căn này, thành tựu chánh niệm tỉnh giác này, rồi vị ấy nựa một chỗ thanh vắng tịch mịch như trong rừng, dưới gốc cây, khe này, núi, hang đá, bãi tha ma, nùm cây ngoài trời, đống rơm. Sau khi khất thực về ăn xong, vị ấy ngồi kết già nương thẳng tại chỗ nói trên, an trú chánh niệm trước mặt, vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, từ bỏ sống tâm thoát ni tham ái, gột rửa tâm hết thoát ni tham ái, từ bỏ sân hận, sống với tâm không sân hận, từ với lòng thương mẫn với tất cả chúng sinh hữu tình, gột rửa hết sân hận, từ bỏ hôn trầm tụy miên, thoát ni hôn trầm tụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm tụy miên, từ bỏ trạo cử hối quá, vì ấy sống không trạo cử hối quá, tâm trầm nặng, gột rửa hết trạo cử hối quá, từ bỏ nghi ngờ, vì ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không vân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với các thiện pháp. Vậy là vị đó đang thực hành thiền, vị đó sẽ ngồi thiền ở một bất cứ một chỗ nào đấy, và vị ấy có thể ni được năm triền cái. Ni được năm triền cái, vị ấy đạt được đến cái gì? Vị đó có thể đạt đến cận định hoặc đạt đến sát na định. Thực ra một cái người chỉ cần đạt đến cận định, nó đã ni được năm triền cái rồi, chứ chưa cần phải là vị đó đã đạt đến sơ thiền. Nếu như một cái vị nào đó nói rằng là ngồi thiền rất là hoan hỷ, rất là an lạc, năm triền cái dục tham sân hận hôn trầm tụy miên trạo hối hoài nghi không còn khởi lên nữa, chắc rằng đã chứng được những cái pháp thượng nhân gì đó cao thượng đây, cũng chưa chắc. Cho dù năm triền cái không sinh khởi nên, cũng chưa chắc vì đó đã thành tựu được một cái pháp thiền, mà lúc đấy có thể vì đó mới chỉ đạt đến cận định thôi. Cho nên là nếu như một cái vị đó chỉ căn cứ vào đấy là không trong tâm khởi lên năm triền cái, có thực hành thiền cũng chưa chắc, chưa điều đó chưa phải là cái dấu hiệu của một cái người đã thành tựu được một cái pháp thượng nhân thượng trí gì hết, mà vì đó còn phải tu tập ở những cái mức độ cao hơn nữa. Thì đây cũng chưa phải là một cái dấu chân gì cả, mà đây vẫn còn rất là xa vời đối với những cái dấu chân voi của một cái người muốn tìm kiếm voi. Vì ấy từ bỏ năm triền cái, làm cho tâm hết ô uế, làm cho trí tuệ muội nược, ni dục ni ác bất thiện pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ni dục sanh, có tầm có tứ. Này Bà Na Môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng khéo hành trì. Đấy, vậy thì một cái vị đấy hoàn toàn ni dục ni ác bất thiện pháp này, có cái sự chứng đạt chứng đắc được các tầng thiền, chứng được vào sơ thiền, thì lúc đấy mới được gọi là một dấu hiệu, một cái dấu hiệu của một bậc có trí. Vậy thì một cái vị đấy dù là bác học, dù là đa văn, dù là có giới hạnh, dù là vị ấy có cái tỉnh thức, có cái oai nghi tề chỉnh, có cái đạo mạo, có cái đạo đức ở trên đời như thế nào, nhưng mà vị ấy còn chưa ni được dục, chưa muội lược được tham sân si, chưa chứng và an trú được thiền thứ nhất, thì vị đấy còn chưa đạt đến cái dấu hiệu, chưa có cái dấu hiệu của một cái bậc có trí, tức là vị đấy vẫn còn là một cái người rất là tầm thường. Nhưng mà khi vị đấy thành tựu được một cái tầng thiền,
thì đấy có thể được coi là một cái dấu hiệu giống như là một cái dấu chân thứ nhất. Đấy là một cái dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Đấy là một cái dấu ấn chứng thứ nhất, đây là một cái bậc có trí, nếu như thật sự vì đó có được các tầng thiền. Cho nên Đức Phật mới gọi là có những cái pháp thượng nhân. Đó là một người chứng thiền được gọi là một bậc thượng nhân, một người có thần thông và đạo quả. Đấy là những cái pháp thượng nhân, những cái bậc sẽ có những cái chi kiến thủ thắng. Rồi nhưng đấy chưa, một cái người có trí tuệ cũng vậy, dù cho vị đó chứng thiền rồi cũng chưa đưa đến kết luận đây là Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng giác, pháp được khéo thuyết giảng và chúng tăng khéo hành trì. Một cái người muốn nhận biết ra vị đấy là một vị Phật giác ngộ thì dù cho chứng được các tầng thiền này cũng chỉ mới là cái dấu hiệu để cho biết rằng là vị này có thể là người có trí thôi, chứ chưa kết luận vị đó là người có trí. Rồi vị ấy lại diệt tầm tứ, chứng và an trú thiền thứ hai một trạng thái hỷ lạc do định sinh không tầm không tứ nội tỉnh nhất tâm. Này Bà La Môn, đây là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn thuyết giảng, chúng tăng khéo hành trì. Hay là vị ấy có thể chứng đến nhị thiền cũng thế, đấy cũng là một cái dấu chân của Như Lai. Nhưng mà đấy mới chỉ là một cái dấu hiệu cho thấy có thể đó là một bậc giác ngộ, nhưng chưa chắc, vẫn còn phải dò, vẫn còn phải tìm, vẫn còn phải quan sát nữa. Rồi vị ấy lại chứng được thiền thứ ba, và cũng như vậy vị ấy chứng đến thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Bà La Môn, như vậy là dấu chân Như Lai, dấu cọ sát Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai, nhưng vị thánh đệ tử vẫn chưa đi đến kết luận đây là Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Rồi với tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc bình thản, như vậy vị ấy hướng tâm đến túc mạng minh, vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, 30 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 200 đời, 1000 đời, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, nhiều thành và hoại kiếp. Vị ấy nhớ tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ nạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia ta sinh tại chỗ nọ, tại chỗ ấy có tên như thế, dòng họ như thế, có giai cấp như thế, thọ khổ nạc như thế, tuổi thọ đến mức như thế. Sau khi chết tại chỗ kia ta được sinh ở đây. Như vậy vị ấy có thể nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và chi tiết. Này Bà La Môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc A La Hán chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn thuyết giảng, khéo giảng và chúng tăng khéo hành trì. Đấy là đến một cái bước cao thượng hơn là chứng đắc các tầng thiền nữa. Người chứng đắc các tầng thiền thì cũng không khó lắm, nhưng mà trong số hàng trăm hàng ngàn người thực hành thiền có thể có được 1 đến 2 người chứng thiền, chứ không phải là có thể ai cũng có thể thành tựu được. Nhưng cũng vậy, trong số hàng trăm hàng người chứng đắc được tứ thiền bát định này, cũng có thể có được 1 đến 2 người có thể thành tựu được những cái pháp về thần thông, như là túc mạng thông, túc mạng trí này, có thể thấy được những cái đời sống quá khứ. Đây cũng có thể được coi là một cái dấu hiệu của một bậc thượng nhân, một cái bậc thượng trí, một bậc giác ngộ. Nhưng một cái người có trí vẫn chưa đi đến kết luận đây là một cái bậc có trí, có giác ngộ thật sự. Vì ấy vẫn có thể lần theo cái dấu vết đấy, vì ấy còn phải quan sát hơn nữa. Thì với tâm định tính thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc bình thản, như vậy vì ấy dẫn tâm, hướng tâm đến sanh tử của chúng sinh. Với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, vị ấy thấy sự sống chết của chúng sinh, biết rõ rằng chúng sinh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ tốt xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do họ hạnh nghiệp của họ. Những chúng sinh làm các ác nghiệp về thân, lời nói, ý nghĩ, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo ác nghiệp theo tà kiến, sau khi tân hoại mạng chung, họ phải sinh vào các cõi dữ, đọa xứ địa ngục. Còn những chúng sinh làm những cái thiện hạnh về thân, lời nói và ý nghĩ theo chánh kiến, là tạo có thiện nghiệp do chánh kiến, khi chết thì họ sẽ sinh lên cõi thiện thú, cõi trời và cõi đời này. Là một cái người mà có thiên nhãn trí có thể thấy được thiên sứ giới, đọa xứ, thấy được những cái nhân chúng sinh phải đọa vào những cái cõi khổ đau, nguyên nhân gì khiến cho chúng sinh được sinh về những cái cõi phước lành an vui, thì đây cũng được gọi là một cái dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát và dấu cắt chém của Như Lai. Là đấy là một cái dấu hiệu để cho biết rằng đó là một vị Phật giác ngộ, nhưng mà chưa
chưa hoàn toàn, chưa đầy đủ. Vì đó cũng chưa thể căn cứ vào cái việc mà vị này có nhớ được các đời sống quá khứ, hay là vị này có thiên nhãn trí mà cho rằng đó là một bậc có giác ngộ, đó là một cái bậc có đã giải thoát khổ đau. Ở trên đời cũng như thế, ngay cả khi Đức Phật chưa ra đời cũng vậy, có rất là nhiều những cái hàng ngoại đạo, người ta thực hành những cái pháp thiền định, người ta vẫn nhớ được đời sống quá khứ, người ta cũng có thể thấy được thiên giới đọa xứ người ta, nhưng mà người ta có thể vẫn là đi theo tà đạo, người ta vẫn có thể có những cái tà kiến, chứ chưa chắc đó đã là một cái bậc có chánh kiến. Có thể là người ta vẫn có mê nầm, chìm đắm ở trong sinh tử, vẫn vô minh, vẫn tham ái, vẫn chấp thủ, chứ chưa chắc người ta đã diệt trừ hết vô minh, tham ái, chấp thủ. Nếu như mình chỉ cần nghe nói rằng cái vị này có thần thông quảng đại lắm, vị ấy có thể thấy được đời quá khứ hay là thấy được cõi sống khác nhau, mà đã kết luận rằng đó là một vị đạo sư tốt, đó là một cái bậc giác ngộ, thì vì đó vẫn còn sai lầm, chưa chắc. Ngay cả đến khi vị đó có những cái khả năng như thế còn chưa chắc, đấy vẫn chỉ là một dấu hiệu của một bậc giác ngộ thôi, thì đó còn phải tiếp tục. Rồi Đức Phật dạy tiếp là với tâm định tĩnh thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn dễ sử dụng, vững chắc bình thản như vậy, vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến nậu tận trí, vị ấy biết như thật đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, biết như thật đây là con đường đưa đến diệt khổ, biết như thật đây là các nậu hoặc, biết như thật nguyên nhân của các nậu hoặc, biết như thật đây là các nậu hoặc đã diệt, biết như thật đây là con đường đưa đến diệt các nậu hoặc. Này Bà Nam Môn, như vậy là gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ xác, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị thánh đệ tử không đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, khéo nhờ biết như vậy, nhờ và vị thánh đệ tử đi đến kết luận đây là Thế Tôn bậc chánh đẳng giác, nhờ vị ấy nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi các dục nậu, thoát khỏi hữu nậu, thoát khỏi vô minh nậu, đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi nên sự hiểu biết ta đã giải thoát, vị ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở nuôi trạng thái này nữa. Này Bà La Môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ sát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Này Đà Ma Môn, tới mức độ này vị thánh đệ tử mới đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng tăng khéo hành trì. Này Bà Na Môn, tới mức độ này, ví dụ dấu chân con voi thật sự được đầy đủ một cách rộng rãi, thì ngay cả khi mà vị ấy thành tựu được một cái trí tuệ nậu tận, biết được đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, rồi tức là vị ấy đã có tam minh lục thông rồi, chưa vội đi đến kết luận, vẫn chưa vội đi đến kết luận, bởi vì có rất là nhiều người vẫn có cái sự ngộ nhận, rất là nhiều những người tưởng rằng mình đã giác ngộ, nhưng mà thật sự chưa chắc vị đó đã giác ngộ thật. Cho nên ở trên đời có những cái người tu có những cái ảo tưởng, có những cái ngộ nhận, có thể mà chưa chứng đắc được đạo quả, đã tưởng mình chứng đắc đạo quả, đã tuyên bố mình chứng đắc đạo quả, và vị đó sẽ nầm tưởng cái điều đó. Vậy thì căn cứ vào đâu mới có thể kết luận được cái vị đó là một cái bậc có đã giác ngộ hoàn toàn? Vị ấy nhờ thoát khỏi dục nậu, thoát khỏi hữu nậu, thoát khỏi vô minh nậu, và vị ấy đối với tự thân giải thoát như vậy, trí khởi nên, tức là có một cái trí khởi nên, ta đã giải thoát, sanh đã tận, phạm hạnh đã tành, việc cần làm đã làm xong. Tức là nếu như một cái bậc chứng được các cái đạo quả thì nó sẽ có cái tuệ phản khán nó khởi nên. Một cái bậc mà chứng được sơ quả, tức là một bậc chứng được sơ quả dự niu thôi, thì nó cũng sẽ có cái tuệ phản khán nó khởi nên, nó tự cái vị đó sẽ biết được ta đã chứng được sơ quả, ta đã đoạn trừ được thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, thì đấy là cái tuệ phản khán. Nếu như vị ấy chứng được nhị quả thì nó cũng có cái tuệ phản khán của nhị quả, chứng được tam quả nó có tuệ phản khán, chứng được tứ quả thì nó cũng có cái tuệ phản khán của tứ quả. Trí khởi nên vị ấy nhận biết, thì đến lúc đấy mới được gọi là cái dấu chân của Như Lai. Một cái người trí mới khẳng định được đây là cái dấu chân, dấu cọ sát, dấu cắt chém, tức là cái vị đấy mới thật sự là một bậc giác ngộ. Thì để biết được một cái
bậc đấy đi đến giác ngộ này như vậy, là khi nào vị ấy phải giác ngộ ra được tứ thánh đế, vị ấy giác ngộ ra đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là sự đoạn khổ, đây là con đường đưa đến đoạn khổ, đây là các nậu hoặc, đây là các nguyên nhân sinh ra các nậu hoặc, vị ấy biết được đây là những cái phiền não đó và nguyên nhân sinh ra những cái phiền não, sự đoạn dứt các cái nguyên nhân sinh ra phiền não này, và con đường đưa đến đoạn trừ những cái phiền não này, vị ấy có cái sự giác ngộ như thế thì vị ấy cần phải thực hành những cái pháp thiền quán, vị ấy cần phải phân tích ra được các cái sắc chân đế, các cái danh, rồi vị ấy quán ra được những cái pháp duyên khởi, những cái nhân duyên, vị ấy thấy được cái tính sinh diệt trên cái danh sắc thân năm uẩn này, vị ấy mới ngộ ra được cái sự vô thường khổ vô ngã, vị ấy mới từ từ đoạn trừ những cái nậu hoặc, vị ấy mới đoạn trừ được 10 cái kiết sử một cách tuần tự, rồi vị ấy chứng đắc được các cái đạo quả đến đâu thì có cái tuệ phản kháng nó sẽ khởi lên để vị ấy biết. Như là một cái người mà khi mà chứng đắc được một cái đạo quả mà vị đấy lại không biết, hình như là mình chứng sơ quả, một lúc sau vị ấy nghĩ là hình như mình chứng nhị quả, mà không, mình chứng tam quả, không, mình chứng tứ quả, nhưng mà mình vì đó không thể xác định được mình chứng cái này hay mình chứng cái kia, thì vị đấy không có tuệ phản kháng. Và cái sự mà vị đấy tự nhận rằng mình chứng cái quả này quả kia, đó là ảo tưởng, đó là mê lầm, đó là sai trái. Thì ngay cả thời Đức Phật lại có một số vị tỳ kheo tu tập một thời gian, sau cũng tự nghĩ rằng mình đã chứng A-la-hán rồi, muốn đi về để yết kiến, để trình bày nên cái quả chứng của mình đối với Đức Phật. Nhưng khi các vị ấy mới về đến gần nơi, thì Đức Phật đã không tiếp, Đức Phật đã bảo là hãy nói với các vị tỳ kheo ấy, hãy đi ra nghĩa trang để quán tử thi. Thì các vị tỳ kheo đi ra nghĩa trang, khi quán tử thi nhìn vào hình ảnh của những người khác phái, các vị tỳ kheo nhìn vào những cái tử thi mới chết của những người nữ, ái dục nó khởi lên, tham dục nó khởi lên, tự nhiên lúc đấy vị ấy bừng tỉnh ra bảo ồ, mình chưa đoạn trừ được các nậu hoặc, còn tham dục, còn tham ái, cho nên là chưa phải là bậc A-la-hán. Các vị ấy lúc đấy mới tu tập, mới quán cái tử thi đó làm đến mục, mới tiếp tục phân biệt danh sắc, rồi mới tuệ quán trở ra, thì các vị ấy mới chứng được các đạo quả, mới chứng được A-la-hán thánh quả. Lúc ấy cái tuệ phản kháng nó mới khởi lên, trí khởi lên, biết rằng vị ấy biết rằng ta đã giải thoát, sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, đã đoạn trừ kiết sử, đã chánh trí, giải thoát, đã diệt tận khổ đau. Thì đấy là cái tuệ phản kháng nó có khởi lên như vậy, thì đấy mới là cái dấu hiệu của cái sự giác ngộ thật. Còn cái sự mà giác ngộ do ngộ nhận thì nó không có khởi lên cái tuệ phản kháng này, vị ấy mới còn hoài nghi, lúc thì nghĩ mình chứng cái này, lúc nghĩ chứng cái kia, cho nên là vị đó không biết được mình chứng thật hay giả nữa. Hay là một cái người mà chứng các tầng thiền cũng thế, chứng các tầng thiền nó không có các cái tuệ phản kháng này, cho nên là một cái người có thể vị đó hành thiền, vị đó vào đến sơ thiền, cũng có thể vị đó chưa vào mà vị đó nghĩ chắc mình chứng thiền rồi, nhưng mà cũng có thể là có người mình đã vào đến tầng thiền rồi, vào an chỉ định, vào sơ thiền rồi, nhưng mà vị đó cũng có thể còn hoài nghi, không biết mình đã vào sơ thiền chưa. Vì vậy nên cái người mà thực hành các cái pháp thiền, chứng được vào các tầng thiền, thì cần phải có những cái vị thầy có kinh nghiệm để hướng dẫn, để xác nhận thì mới biết được, còn tự vị đó không biết được. Nhưng nếu như vị đó thực hành các pháp thiền quán, vị đó chứng được các đạo quả mà vị đó chứng đắc thật sự, thì vị đó sẽ biết được nhờ có cái trí phản kháng, nhờ có cái tuệ phản kháng này, vị đó biết rõ ràng mà không có hoài nghi. Còn nếu còn có hoài nghi thì không có cái sự chứng thật sự. Thì đấy là một cái dấu hiệu để vị đấy mới nhận biết được đây là một cái bậc giác ngộ, là một cái bậc phải có cái trí tuệ giác ngộ các sự thật như vậy, phải đoạn trừ được các cái phiền não như vậy, đoạn trừ được các cái ô nhiễm như vậy, và có cái sự tự tại nhận biết về cái sự giác ngộ của mình như vậy, thì đó mới là cái dấu hiệu của một cái bậc đã giác ngộ. Hay là cũng như thế, Đức Phật là bậc giác ngộ vì Ngài cũng chứng đắc được các đạo quả như vậy, Ngài cũng đã phản kháng suy xét lại chính mình như vậy. Thì một cái người muốn đi tìm cầu một cái bậc đạo sư cũng như thế, thì đó không căn cứ vào vì vị này có danh tiếng, có lợi dưỡng, có danh vọng chức quyền, không căn cứ vào là vì vị này có giới hạnh, vì vị này có cái oai nghi, vì vị này có thức tỉnh, hay là vì vị này chứng được các cái pháp thiền định, hay là vị này có những cái năng lực thần thông mà đã
kết luận rằng vị này là bậc giác ngộ, mà chỉ khi nào vị ấy giác ngộ ra được các sự thật, vị ấy đoạn trừ được những cái nậu hoặc, các cái kiết sử, các cái phiền não tham sân si, và vị ấy biết rõ rằng cái sự đoạn trừ các nậu hoặc đó không có một chút do dự hoài nghi nào, thì đó mới là một bậc giác ngộ, đó mới là một cái bậc có chánh trí. Còn lại nếu như mà thiếu những cái dấu hiệu đó, không đầy đủ những cái dấu hiệu đó, thì vì đó không phải là bậc có chánh trí, không phải là một bậc giác ngộ. Thì đấy là cái pháp mà Đức Phật chỉ rõ về những cái dấu hiệu để nhận biết một bậc có giác ngộ như Đức Phật. Như ở trên đời vậy, nhiều người người ta không biết đâu là Phật thật, đâu là Phật giả. Nhất là đấy là ngay thời Đức Phật. Đức Phật là một bậc có oai lực, có thần lực như thế, mà ngay cả thời sống trong cái thời đại có Đức Phật hiện diện ở trên đời, nhiều người người ta còn hoài nghi, người ta còn không biết đâu là Phật thật, Phật giả, những cái người tự xưng nữa. Huống chi là về những cái đời sau này, những cái đời khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, thì dù cho một những cái vị đệ tử của Đức Phật thời sau này dù có tu chứng đến những cái đạo quả gì, vị đó không bao giờ tuyên bố ta đã chứng những cái đạo quả này quả kia. Bởi vì khi tuyên bố ra như vậy, trên thế gian người ta không có tin tưởng, người ta hoài nghi. Nếu như vị đó chứng thật thì cũng sẽ rất ít người tin tưởng vào cái lời của vị đó, mà sẽ rất nhiều người hoài nghi phỉ báng. Cho nên là vì sao không có ai là cái người tuyên bố về cái sự chứng đắc của mình. Nhưng mà những cái người có trí sẽ căn cứ vào những cái pháp của Đức Phật, vẫn có những cái dấu hiệu của những cái bậc giác ngộ để cho một cái người đó có thể nhận biết được đây là một cái người chánh trí, đây là một cái bậc giác ngộ, hay là cũng có cái dấu hiệu để nhận biết được rằng là cái trí của vị này, cái đạo hạnh của vị này mới ở cái mức độ nào. Vị này có thể vị này chỉ giảng dạy được những cái pháp sống có đạo đức, tạo những cái phước này. Có những cái vị thì chỉ giảng dạy được đến cái pháp đó là sống có cái giới đức, có cái giới hạnh, có cái hạnh buông xả. Có những cái vị thì có thể hướng dẫn được đến cái hạnh là sống có cái sự tỉnh giác, có cái sự chánh niệm trong các cái hành động, cái cuộc sống hàng ngày. Có những cái vị có thể giảng dạy được đến những cái pháp thanh tịnh về tâm, chứng đắc được các tầng thiền. Có thể có vị sẽ giảng dạy được đến những cái pháp thành tựu được những cái năng lực thần thông, có thể thấy được đời sống quá khứ, thấy được thiên giới đoạn xứ. Và cũng có những cái vị có thể hướng dẫn được người khác tu tập để giác ngộ ra các sự thật, để đoạn trừ ra được các cái ô nhiễm phiền não, để đi đến Niết Bàn, để chấm dứt khổ đau. Thì vậy nên là sẽ có nhiều cái mức độ khác nhau như thế. Thì một cái bậc có trí hay là đi tìm cầu một cái đạo lý, mình sẽ căn cứ vào cái bài kinh này, mình có thể nhận ra được cái con đường mà mình đang tìm cầu, cái con đường mà mình đang đi, và mình muốn tầm cầu một cái pháp ở cái mức độ nào, thì mình sẽ học hỏi mà với những cái pháp mà nó sẽ theo những cái mong cầu của mình như vậy.